Trên kiểu flow này thì nó phải dị luôn. Kệ mày chửi tao như nào, bố mẹ về nhà chill với cả thị trường. Đó là cách mà tao vẫn còn ngồi đây mà chơi tiếp. Đương nhiên mà hơi thiếp. Bởi các flow này thì thấy tin tờ phải lướt thôi. Lớp phải em gái xinh, bố làm cho em ướt môi. Đương nhiên mà mày lại phải lướt thôi. Bởi vì thực sự mày đến đây ok. Là thằng nhõi mà nó phát được đội mũ. Mũ lại còn là mũ xô. Đương nhiên mà tao vẫn còn ngồi đây chửi mày là lỗ thơ. Đương nhiên mà đeo kính trông thật nề. Đương nhiên mà tao vẫn chẳng biết thằng này nó cần mà fuck, đến đây với tinh thần gọi là vui vẻ. Đôi khi mà có biết thì mang ra đây anh em vui vẻ. Đôi khi mà rồi vẫn lời những kiểu này nó là ác chiến. Đôi khi mà cho mày là nhắc biến. Mà nó fucker biến ra sang cái chỗ khác có thể uống bí. Đôi khi mà tao chơi con thơ thì nó hơi vị là đi bí. The game rồi. Anh em gì xong hết kia. Đấu với tao, tốt như mày nên tính khi mà ok bây giờ thằng đấy tao nó chín nó như là chín em vào. Ok bây giờ mày đi vào đây để mà tao ra tay. Ok thì sơ tinh này nó bị tao phanh đây. Ok mày có ở trên núi hay là trốn được thảo nguyên. Bây giờ thì chắc chắn là âm nhạc của tao đó là mày phải đảo điên. Ok mấy thằng chắc mỗi một sảo riêng nhưng mà ông nói thì nó nguyên nhạc. Bây giờ thì cái thằng ngu này vào trong.